on this. Thank you.
Thank you.
đau lưng chị ơi. Đừng rảnh đâu nào. Không, đau lưng lắm rồi chị ạ. Các bà lấy luôn. Chú gì? Mai có cái trắng này. Mai có gì lấy ạ? Dạ, của chị bác tháng 2 vậy ạ? Đẩy đi bác ơi. Phải bán này không? Đấy, cân hả? Vâng. Cân thật mà. Đấy bác ơi. Hôm nay mang giấy vật cho tụi mày. Lấy 2-3 cân nhãn. Lấy bao xem nào. Bà mấy cái kìa, còn mấy ngày em kìa tụi kìa. Học ra đi rồi. Rẻ mà. Rẻ mà. Các con coi mua mà. Ngân mua hết thì Ngân bôi một ngân đấy. Vâng, vâng, vâng. Hả, bác ăn ba nhá. Ngon rồi, ngon rồi. Đừng lên mua hết ra. Đấy, con đấy. Khoai này tung. Chỉ có ba con đấy. Chữa bệnh mà. Chỉ có đậu rắn đậu nào. Đúng là cái này thì chưa đậu rắn nào. Đâu có ăn được đâu. Đến khi ăn được cái gì ăn mấy con gà. Cho mấy con gà. Khoai này, khoai gì vậy? Khoai này mất. Đây này, nó mới là đẹp. Ơ, chết cho anh. Hai bà chị quay lần nữa ra. Đẹp vậy cô nhé. Ui, ở trong nó nhiều nhựa lắm. Dạ. Cây nó to quá. Cái này thì cây cần. Ăn lợn mình mang lên đâu mà phải lợn đây đâu đấy, mua ngay chỗ chân ấy, chỗ đường lên khe khao ấy, mua ngay dưới mà chặt mạnh. Độc là chỉ độc á. Có ngứa. Không nhừ thì cái không ngứa đâu. Được chưa? Vâng. Đây này. Lấy cái to này mới thích nè. Đây 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 đây. Nói tiền đấy. 26. Về nó cũng ấy thôi vậy. Đi cháu ơi. Cứ thế là con bây giờ đi bán mổ rồi. Mua gì đấy chị ơi? Vâng. Lấy hết cái này đi. Bác này nó. Bây giờ mới 8 giờ mà. Vâng. Để em cân. Nào lấy.
Đấy, hôm nay của mày đi. Làm được đâu rồi, đấy là gì? Chị cân rưỡi ạ. Con mất một củ. Đấy là toàn những đàn ta đi xe khách thì cứ sợ một tó thôi. Cả chữa bệnh luôn cho Hoài. Ơi chị Hoài đấy nhiều quá. Đặc trị ngứa mồm này. Hai cân. 20.000. Này, đặc trị ngứa mồm cho Hoài. Ăn cái gì mềm. Đấy, đứa nào nắm mồm thì cầm để vào đây này. Đặc trị là... Thank you.
Em làm gì Hương? Em đang làm giàn. Anh hỏi em làm với. Ừ. Trẻ cây xong rồi. Còn trẻ cây nào không? Ừ. Mùi đau rồi. Em đi tẩy vốn nhá. Đây em cắt đấy cho anh một nhé. Cắt tay dài. Nước đưa. Anh nghe dây này. Đúng rồi, đưa đây.
cái quá. Hai cái xe. Hai con điện thoại cũ hỏng bán đi. Ông vừa hở luôn.
Thầy chú ơi, đây bán cho bán đây. Ông ở lúc ốn kim cho để đi nha. Đây, mua bán rẻ đi. Tụi em mà bán. Rẻ như chó đi. Ừ, rẻ như chó đi. Cái đấy một túi à? Một cân à? 1.000 chú ơi. Quá năm nữa, chắc cân chiên nữa, hấu ra. Bán là nó. Béo lắm à. Ăn ngon mà. Bao tiền ăn phải đấy. Cần mốt đó. Nó thấy là nên thấy phô tô ấy rồi. Em lấy lại, em lấy tiền đấy. Thôi bán được nhiều anh. Vâng. Chú ơi, cháu chọn đi. Giờ có quả hồng rồi. Thế ấy. Nhìn nó màu nó xấu nhưng mà nó ngọt lắm chú ạ. Chú ăn thử xem, ngọt hơn của cây khác luôn ấy. Nó hạt à.
họ thôi nhá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi trời. Thank you.
Cua ngon không? Mai là làm con cua to. Phải cái bụng nó đây. Mai là nó kỹ rồi nhá. Giòn mà nhá. Bảo ơi, lên dưới mày cho bảo mới.
Thank you.
chẳng biết có ngọt hay không. Con lấy cho cái quả nó xanh này chứ ăn không biết là không ngọt. Thế á, cháu biết đâu. Quả hỏng hỏng trong cái răng bóc cho ăn thôi. Được chị ạ, ngọt. Nên cho nó cho còn 1-2 cân bán hay đi toàn tôi muốn chọn quả vàng cơ, quả trắng cơ. Cũng nốt rồi này. Thế. Đấy. 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 Chọn. Thế các bà cứ chọn cháu có biết các bà bán. Các cháu mới lớn sao cũng đang còn ra. Đấy, 2 cân 1 tính 2 cân. Giá tiền đi. Tháng 1 điểm, chứ cái điểm ở đâu. Đâu mang lên đây. Mang lên đây. Mang lấy nữa thôi. Đó, bà đi chọn. Nó xước thế thôi. Nó mở quả ra, biết thơm phép
không, cô không ăn nhiều đâu, cô chỉ ăn không ngọt. Mấy quả này của cô. Dạ, hôm nay thứ hai. Em chưa em 2007 các bạn. Thứ hai. Không có thông qua, không có thông qua với đâu chúng mày vạ. Lúc đó. Bố mẹ tao là hai trăm triệu biết mà, mười con nguyên chi ở đấy mà. Sao tao vào đây? Bằng này thôi hả? Đây bắt đầu cho 10.000 là bao nhiêu? Không ăn được. Em xin nhé. Đấy, cái cá này có nhiều không? Nhiều không? Ăn được mà, về cháu vẫn ăn được. Ăn được. Là những này như này rồi. Ủa sạch đấy nhỉ? Nhìn sâu sâu này là yên tâm. Nhưng mà nó ngọt anh ơi. Nhìn nó xấu xấu rồi. Ngoan. Cân của bác kia đây, nó để đây. Cân của ai đấy? Đó.
Đá đấy. Bà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng.
Thank you.
gọi là nó vàng ươm cho đấy. Thank you.
không có là tham là thâm đấy. Có cái túi xanh cho bà lấy chín chưa? Tân 2 nữa. Tân 2, 6, 12. Bao nhiêu cân đưa đấy cháu? Em thảo bao nhiêu cân? Một cân. Được rồi, giá tiền đi. Đấy, con cân cái này các bạn. Vâng. Ta ra xin đi túi. Anh 8, 40. Ăn chưa nào ngon hơn nhỉ? Sao vừa lại đưa lại cái gì đấy? Lại đưa cái gì? Trước kia thì ta đưa ra tiền 40 nghìn. Ta bảo thiếu con tiền 5 nghìn. Nhưng mà kỳ tình trái đấy là 20 nghìn được của em. Đưa cho mày 20 nghìn đấy. Mày đưa 40 nghìn. Đấy. 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 Báo báo chú gái đi. Báo ơi, nhìn lấy đi. Không có nhớ. Báo con gái nó quay trong đập vườn luôn là được, nó sao lại con. Quang bác làm sao? Khoai của vợ Quang bác làm sao? Cái nào cũng nên ăn thì bỏ ra. Chị ăn. Dạ. Khoai của vợ Quang bác làm sao? Khoai của Quang bác bán của Nam. Của ông Phong Quang. Mua khoai. Ai biết được mặt rồi? Ăn thử xem. Đây nó mới là chín này.
đấy. Đây cái là chín thịt lụa này. Quả này chín à? Ngon luôn nghe đây. Thế là đi mua một tô. Này hốt con thôi. Thế nào? Đồ ngon gà ăn không ngon gì. Nhà nó thành ra thì ăn. Bao nhiêu một cân em? Em ăn được rồi. Nó ra được cho đưa mới ra thì bỏ ra thì đấy. Cái bỏ thế này ngon rồi. 100.000 một cân à? Quá. Thì lấy một cân. Ăn mát thật đấy chứ cần gì phải ấy đâu. Cái này lấy bọc à? Cho bà ba quả này. Quả bé nữa. Bao nhiêu? Để 10.000 để trả xong. Hiện tại không có bao nhiêu. Ngon đây. Ăn nó mát. Ăn nó lạnh. Cho quả cực cứng cơ. Rồi quả này đấy. Đúng được. Quả đẹp vào em ạ. Không. 10.000 cũng ấy thêm thêm một quả tao à? Em lại lấy. Ờ, thêm một quả nữa. Mày có không có túi bóng xanh à? Có chị. Ê. Lấy tiếp này. Hai cân bay mà không. Hai cân tiền một cân. Chưa bở, không phải xanh le. Nó không ngọt. Chưa bở thôi gì. Thank you.
Chúng tôi muốn tất cả
nào nữa. Mày nhiều quá. Mình á. Quay mà để cho tối nữa. Lúc Tết mà phải là thừa mà là hãy cứ cám không thỉnh mà mặt túi cám ý thằng cài mít lô mặt cám chắc ừ, tôi để áo mà ngó tôi biết lúc chung khá chiếm ra ba hà la một thân chế chung hà khá chứ chung với khá rồi hô chung cái dù mì cái mái lúc phải khó xua là hô khai xua đây áo thử mù khao dạ xua đây là hô khá phải lô làm cái chi kia lắm chỉ là thôi là họ thằng họ làm mình cáo đấy thế là đây có bác sĩ này theo nhau lắm ở đây lắm cái chết của bọn tài cái chết thầm họ cứ hỏi mình bảo may đấy hỏi luôn con rồng là con gì luôn rồng là con nu vai nu phúc nu vai ờ nu vai đó Không phải chịu khó. Bao lần đúng không?
ngô hòa và chị thành cô ngô thì cảm ơn mình rất là ngô chết mắm trường là lắm có thể thêm bao thêm bao chiếc hoa này chiếc hoa này hai đấy hả chứ được cắt được thăm đấy lọc mà này lâu phải ao ao phân bố giờ như lắc như gốc ở bên đều cân cái đi tiền đấy cuốn bơ chịt gió này thì như bán được đá đi cuốn này đi mì cuốn anh ngon cũng cuốn này gió này nó là sắp tới là ăn cơm tối cuốn luôn mà bé tết năm nay đấy từ năm mươi chín đến năm bảy có năm nay đấy chiên nó có á thành gì nữa là có tiền à không biết được mình hỏi cái hỏi cái này không cái này không giao các loài này phải tác phần này cho đấy hưa căn bệnh anh loài ngoại tình này là vào đây tắm nhưng mà chết hàng ngoài báo chết tắm mà có hồng này mới thuốc lúc lên ngôi à vòng này bọc quét khác đi rồi má ăn tua này em cọ cái này mình nhặt ói nó là gì sốt thì chết thì cần nó là mẹ nhà ói nhưng mà chồng han hô tát cả hai cái linh á không kiến báo lư gành nhún nữa mình cứ bảo là tiện xe qua đấy cái gì thấy anh rồi mà tốn là mà lo mới tăng tôi để như tảng để ông bà mày hát điện tôi đấy chắc cái này là mì luôn cái đơn liệu thì như thuê hợp cái đơn liệu cái này chắc mưa ông cần nước nước xuống nó tan và lá thôi mẹ thế là thôi mấy tổ có không gạt được ở kia rồi chập mạch ơi ăn tuần này nơi cái tuần này đầu là tát tát ông nhàng không sao bảo đâu chỉ ngồi đảm chép thương cần người 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 làm cái này mấy tông huống đây. Ôi cái chỗ hát nó cám rồi hả? Còn tham hát đi gì đây? Tham chữ đi. Đồ hôm nay nó đấy. Nó Thank you.
Tôi bái cho góp rồi cho ốc ốc bái để hả chiều đi bác rồi hồi kết hồi lâu thì hả chiều tôi lím nè cho thích tỏ tôi thứ mặt ti ôi to lắm rồi ôi chúng tôi thì chưa cái kiểu em trung té vào không vịt luôn đấy bay loài nó cứ ơi bay không muốn bà trong nhà bà tin đòn ao bao thuốc ao đó mê gì con đi phải đem à hết cửa hả thôi phải đam mới thằng con thỏng cái hổng cái hổng nhà đó mãi cái nha Thank you.
còn ăn chín ở 900 luôn, thôi tại vì không trên thì bé chịu nhá. Không có luôn rồi, thích ăn rồi đấy.
đẹp. Nó quay phim thì phải chuyển giả cái tiền. Anh chị nha. Đất hàng nào. Ông dồi bao nhiêu? Con da đi chứ bà. Đông lại. Lấy thêm hai cái rồi lấy ra. Đưa cho mặt đi. Hai cân bảy chị ạ.